Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra tình hình kinh tế xã hội và các nội dung trình kỳ họp do ông Nguyễn Thành Tiến, trưởng Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Cuộc họp tập trung thảo luận trao đổi báo cáo kết quả hoạt động của Ban đô thị 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác triển khai đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thẩm tra 6 tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố bao gồm tờ trình số 43, tờ trình số 44, tờ trình số 91, tờ trình số 116, tờ trình số 115, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố, và thẩm tra các tờ trình về chủ trương đầu tư là dự án Bệnh viện Đà Nẵng, dự án các tuyến đường ngang nối quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang.